nhằm giúp khách hàng có thể hiểu hơn về những sự đột phá của công nghệ 5G trong thực tiễn đời sống, MobiFone đã tổ chức sự kiện MobiFone 5G nâng tầm trải nghiệm. Đến đây, người tham gia không chỉ được trải nghiệm những điểm tiện ích của công nghệ 5G mà còn được nhận thêm nhiều những phần quà hấp dẫn khác. Điểm nổi bật nhất của công nghệ 5G là cho phép chuyển dữ liệu tốc độ cao, độ trễ thấp, thời gian thực real time, độ ổn định cao, được coi là cơ sở để ngành viễn thông tạo thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng, mang lại nhiều tiện ích hơn cho các thuê bao sử dụng thiết bị di động kết nối 5G. Tại sự kiện, MobiFone đã chuẩn bị nhiều thiết bị di động hỗ trợ kết nối 5G để người dùng có thể tận mắt chứng kiến sự thay đổi đột phá về tốc độ so với các công nghệ 3G và 4G trước đây. Với ứng dụng đo tốc độ Speedtest là ứng dụng hỗ trợ người dùng kiểm tra kết nối Internet chính xác với độ tin cậy cao, MobiFone ghi nhận tốc độ 5G đạt mốc từ 600 cho đến 800 Mbps, trong đó lần ghi nhận tốc độ cao nhất đạt lên tới 1,5 Gigabit, tương đương với những gói Internet cáp quang cao cấp hiện nay. Lần này của MobiFone 5G tôi thấy tốc độ đường truyền và mọi cái về MobiFone 5G đem lại đều rất là chân chu và vượt mặt. Tốc độ của 5G thực sự là dùng sớm hơn 3G, 4G, không bị giật lag như những gì chúng ta vừa trải nghiệm qua. Tôi mong muốn công nghệ 5G có thể đi đến được tất cả mọi nơi mà tất cả người dân đều có thể dùng được và phát huy được cái lợi ích của MobiFone 5G đem lại. Mình cũng nhiều lần đi nước ngoài rồi thì hiện tại nếu mà so sánh công nghệ 5G của iPhone thì cũng khá nhanh so với, cũng gần như đáp ứng so với các công nghệ của các nước khác, và mình cũng rất là hài lòng về cái trải nghiệm này của tại mua iPhone. Người tham gia cũng được trải nghiệm những tựa game mang tính tương tác với khán giả như Alpha 9, Golf Cộng, Boxing trên cơ sở công nghệ 5G với băng thông rộng, độ trễ thấp, đó là những trải nghiệm game mượn mà, ưu việt về hình ảnh và tốc độ. Kho game tại đây cũng đa dạng tới hàng trăm game với nhiều thể loại mà người chơi không cần tải xuống thiết bị. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái sản phẩm 5G của MobiFone, thực sự là thấy rất là ấn tượng và rất hào hứng khi được tham gia các dịch vụ game. Các bạn làm rất là vui, rất là thú vị. Cái hành động trong game rất là thật, đúng thật, và tôi thấy rất là hào hứng luôn. Công nghệ 5G được coi là một công cụ quan trọng để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Thời gian tới, tổng công ty MobiFone cho hay sẽ tập trung chú trọng việc nghiên cứu, phát triển, đầu tư cho các nền tảng công nghệ nói chung và công nghệ 5G nói riêng, nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho các cá nhân và doanh nghiệp sẵn sàng đóng vai trò tiên phong trong chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam.